Đồ gỗ bàn sáu xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thì trong video ngày hôm nay, đồ gỗ bàn sáu lại tiếp tục giới thiệu cho quý vị một số cái mẫu đồ gỗ như ở trên đây. Quý vị đang thấy là một trong những cái đôi lục bình. Đôi lục bình này thì được tạo hình như thế nào và có những chi tiết gì nổi bật, kích thước cũng như giá thành ra sao thì chúng ta hãy cùng nhau đi chi tiết và tìm hiểu. Về đôi lục bình này thì được làm trên chất liệu là gỗ xà cừ. Đấy, như thông tin có ghi ở trên cái sản phẩm này thì là đây, lục bình gỗ xà cừ cao là 1m2 và có cái giá thành là 5 triệu đồng một đôi. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau đi chi tiết về đôi lục bình này. Đôi lục bình này thì cao hơn 1m và như quý vị thấy thì nãy tôi đã chia sẻ là được làm trên chất liệu gỗ xà cừ. Và về cái kiểu dáng đục của cái mẫu này như sau. Thì mẫu này được đục là tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Mẫu lục bình được đục về cái phần thân bình với cái họa tiết hoa văn là tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông này được rất nhiều người khách hàng quan tâm. Cũng có nhiều cái mẫu lục bình để trơn mà quý vị cũng đã rất nhiều quý vị mua ở tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Thì hôm nay thì muốn chia sẻ cho quý vị về cái đôi này. Như quý vị đã thấy, tôi đang check ở đây chính là hình ảnh về cây tùng. Hình ảnh cây tùng được đục chạm tạo ở trên cái phần đây, phần bên dưới là những cái đường mà họa tiết hoa văn ở phía viền. Các cái mẫu lục bình mà được làm trên chất liệu gỗ xà cừ thì đã được đồ gỗ Văn Sáu tẩm sấy rất kỹ lưỡng, vì vậy quý vị mang về sử dụng sẽ không lo bị cong vênh. Thì tôi chỉ chia sẻ cho quý vị đối với cái điều kiện bình thường trong nhà quý vị nha. Còn nếu như quý vị mang mà để phơi ở ngoài nắng hoặc ngoài mưa thì nó cũng vẫn sẽ bị nứt nẻ, vì là điều kiện ở ngoài nắng thì nó rất là nóng. Thì ở đây thì là một đôi. Đôi này thì đồ gỗ Văn Sáu đang bán với giá là 5 triệu đồng. Chất cho quý vị về phần đế này. Phần đế thì tất cả các đôi lục bình này thì có được gắn ở phần đế nha. Chi tiết gắn ở đây. Chi tiết gắn đây. Và tôi check như thế này thì quý vị thấy là nó không có bị lộ cái chi tiết gắn. Đó là một trong những cái đặc điểm mà nổi bật trong các mẫu bình xà cừ mà đồ gỗ Văn Sáu tạo ra. Đây là phần viền. Phần bên dưới là phần đế này. Đế thì đục tiện. Tròn, ba chân rất là chắc chắn. Check lên phần đây, đây cũng là một chi tiết thép. Tiếp theo nữa lên phần trên này thì là hình ảnh về cây trúc. Tùng cúc trúc mai và cây trúc này thì còn có cả một cái chú chim ở trên này rất là sinh động. Check lên trên phía trên này thì là cái phần thân bình có được ghép với phần cổ bằng cái chi tiết ghép ở đây. Nhưng mà được làm rất là chi tiết, vì vậy là nó sẽ đồng một màu, nhìn sẽ không bị lộ. Đây là những cái đường viền tiện này, tạo nổi bật bên ảnh vậy. Đôi này thì có kích thước nhỏ thì cho tất cả quý vị có thể là mua về chơi và trang trí trưng bày rất là dễ. Đây là một chữ được tạo trên này. Và tiếp theo đến phần loe của bình đây. Đây là phần bẻ lái tai bèo được đồ gỗ Văn Sáu làm này. Đây, như quý vị thấy này, làm uốn lượn bay bổng nha, rất là đều luôn, bẻ rất đều. Phần bên này là hình về cây mai. Và check lên trên phía trên cho quý vị thấy này, ở phần bên trong ấy thì tất cả các cái mẫu lục bình xà cừ thì có được ghép ở cái phần cổ này, và phần cổ này sẽ rỗng. Sở dĩ để rỗng để khi mà chúng ta có thể là phơi nó được khô hơn, chất gỗ nó sẽ được lâu bền hơn. Đôi lục bình này thì là cao 1m2 và được làm trên chất liệu gỗ xà cừ. Và quý vị nào muốn mua đôi này, một trong những đôi có kích thước nhỏ thôi để mang về trang trí ở bên hai kệ TV hoặc không gian thờ cúng hoặc là phòng khách, thì liên hệ ngay tới đồ gỗ Văn Sáu qua số điện thoại là 0968 152070
hoặc là 0972 282 0070 để được liên hệ tư vấn và đặt hàng. Thì trong một video ngắn thì giới thiệu cho quý vị một đôi lục bình này thôi. Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video và xin kính chào. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các video tiếp theo.